Quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh Tin Tức Mới và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng điểm qua các phần tin mới nhất trong ngày nhé. Trên trang cá nhân mới đây, Phi Nhung chia sẻ loạt ảnh chụp cùng Mạnh Quỳnh, nữ ca sĩ tự tay làm tóc cho người tình sân khấu, kèm dòng trạng thái hài hước: kiếp sau chị mà thấy cưng, chị sẽ chạy mất dép, xong rồi đỏ đi hát đi. Những khoảnh khắc đời thường thân mật của đôi danh ca khiến khán giả vô cùng thích thú. Không ít bình luận tỏ ra ngưỡng mộ về sự gắn bó hơn 20 năm trên sân khấu của hai giọng ca vàng, dòng nhạc bolero. Nhớ tầm 15 năm về trước, nghe nhạc của anh chị mà cứ nghĩ hai người là vợ chồng với nhau, hợp tình hợp ý quá. Thật sự, trước giờ em luôn nghĩ anh chị là vợ chồng không đó, tình bạn đẹp còn hơn cả tình yêu. Là những bình luận của khán giả dưới bài viết của ca sĩ Phi Nhung trên mạng xã hội. Trước đó trong một đêm nhạc, Phi Nhung hỏi Mạnh Quỳnh, sau 20 năm rồi ông không cưới tôi đi. Mạnh Quỳnh cười đáp, để con của Nhung và con Quỳnh cưới nhau thì hợp lý hơn. Trước khi thể hiện phần song ca tiếp theo, Phi Nhung tiếp tục nhắc đến chuyện đòi Mạnh Quỳnh cưới. Nam ca sĩ hài hước nói, làm đám cưới dạ nha, Phi Nhung nói, ai làm đám cưới dạ chứ, chẳng nhẽ khách đi rồi tôi và ông lấy tiền chia đôi. Mạnh Quỳnh kết thúc câu chuyện bằng câu nói, về nhà nuôi con đi cưng. Mạnh Quỳnh từng hài hước nói vui, người ta bảo lửa gần rơm lâu ngày cũng bền, nhưng anh với Phi Nhung lại là lửa với rơm ướt. Nam danh ca tiết lộ, anh và Phi Nhung ngọt ngào trên sân khấu vậy thôi, nhưng ngoài đời cả hai lại có nhiều quan điểm trái ngược nhau. Vì vậy dù là bạn bè thân thiết nhưng cặp đôi vẫn thường xuyên cãi cọ. Còn Phi Nhung thì hồ hởi khẳng định mối quan hệ giữa cô và Mạnh Quỳnh là người yêu không bao giờ yêu, người chồng không bao giờ cười. Điều thú vị là sau này cũng chính Phi Nhung là bà mai cho Mạnh Quỳnh và vợ anh, trở thành người bạn thân thiết với cả gia đình nam ca sĩ gốc Đồng Nai. Vì vậy cả hai rất kết hợp tình tứ với nhau trên sân khấu mà không ngại bị hiểu lầm. Bà xã của Mạnh Quỳnh tuy không hoạt động trong nghệ thuật, song là hiểu và là hậu phương vững chắc cho anh. Theo đại diện gia đình, đồng nghiệp xác nhận với Dân Việt, thi hài của cố ca sĩ Phi Nhung đã được đưa đi hỏa táng vào chiều ngày 8 tháng 10. Tối cùng ngày, tro cốt của giọng ca bông Điên Điển được nghệ sĩ Việt Hương và gia đình đưa ra sân bay để gửi về Mỹ. Dù không thể về bên con gái Wendy trong hình hài nguyên vẹn, nhưng nguyện ước của con. Nhưng ca sĩ Phi Nhung cũng đã lên chuyến bay cuối cùng để về bên con gái. Thi hài của ca sĩ Phi Nhung đã được đưa đi hỏa táng tại trung tâm hỏa táng Bình Hương Hòa. Đông đảo người hâm mộ theo dõi trực tuyến chương trình tượng nhớ nữ ca sĩ được tổ chức tại Mỹ. Hiện tại tro cốt của chị đang cùng với nghệ sĩ Việt Hương về bên con gái Wendy. Tang lễ sẽ được cử hành tại Mỹ khi tro cốt của chị về đến nhà. Chị đã được về nhà sau thời gian dài chờ đợi. Những nỗi niềm từ nay khép lại, đại diện gia đình cho biết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.